mục Điện Biên làm theo lời Bác xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, bằng những việc làm cụ thể gắn với thực tiễn cuộc sống hàng ngày, chi bộ bản Na Luông, xã Ảng Nưa là một trong những đơn vị điển hình học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của huyện Mường Ảng. Bản Na Luông, xã Ảng Nưa hiện có 44 hộ với trên 210 nhân khẩu. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ bản luôn phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong đảng. Chi ủy chi bộ luôn xác định, học và làm theo Bác chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Do đó phải thường xuyên nêu cao vai trò lãnh đạo của đảng gắn với nhiệm vụ nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Phát huy vai trò của chi bộ trong việc lãnh đạo nhân dân, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, đoàn thể, chính trị, xã hội trong bản. Trước hết là mỗi năm triển khai về chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cũng vận động các đồng chí đảng viên, gia đình và con em, các đồng chí gia đình chỉnh trang nhà cửa và dạy con tốt, và cũng vận động con em vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm cho nó xanh sạch, cũng như phát triển kinh tế và hộ gia đình, làm giàu cho bản thân, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thì cũng có nhiều các đồng chí đảng viên trong chi bộ cũng là làm kinh tế giỏi. Để từng bước tạo sự lan tỏa việc làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ bản Na Luông thường xuyên quan tâm chú trọng tới công tác bồi dưỡng giáo dục, nâng cao nhận thức tư tưởng đạo đức lối sống cho toàn thể cán bộ đảng viên, nêu cao vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 100% đảng viên xây dựng kế hoạch và cam kết thực hiện việc học và làm theo Bác thông qua từng việc làm cụ thể để chi ủy chi bộ theo dõi, kiểm tra, giám sát. Cụ thể hóa việc làm theo Bác, chi bộ đã tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Như đảng viên Tòng Văn Học thực hiện mô hình kinh tế theo hướng VAC. Hiện gia đình anh nuôi 40 con lợn thịt, trồng hơn 3 hectare cà phê, 1 hectare lúa nước. Đảng viên Lò Văn Ánh trồng gần 5 hectare cà phê và mở cửa hàng dịch vụ tạp hóa. Từ các mô hình tiên phong của các đảng viên, bà con trong bản đã học tập và làm theo. Hiện nay cả bản có gần 100 gia súc, 200 hectare cà phê, 13 hectare ruộng lúa. Từ vai trò tiên phong trong tăng gia sản xuất của đội ngũ đảng viên mà kinh tế của bản Na Luông đã thay đổi đáng kể. Số hộ nghèo đã giảm còn 3 hộ, thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng một người trên năm. Bản thân tôi thì cũng nghe theo Bác Hồ nói ấy, tư tưởng là đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ấy, thì tôi cũng xoay vào làm kinh tế gia đình, nuôi con, ăn học, trưởng thành. Thế này tôi già rồi thì tôi ở nhà, tôi làm gương cho mọi người. Tôi làm phát triển kinh tế, làm vườn này, ao này, chuồng này, kinh tế VAC đấy. Hàng năm thì tôi cũng có nguồn thu nhập. Vai trò trách nhiệm của người đảng viên ấy luôn tham gia sinh hoạt đầy đủ, phát biểu góp ý phê bình, tự phê bình, góp ý thẳng thắn, chân thật, nhằm để mục đích phát triển kinh tế gia đình này, mới lại chi bộ trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, chi bộ đã lãnh đạo chỉ đạo vận động bà con ký cam kết thực hiện di chuyển chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở và gắn nội dung đó vào hương ước, quy ước của bản và bình xét gia đình văn hóa. Đến nay có 100% số hộ thực hiện tốt và được các chi bộ bản lân cận học tập và làm theo. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, chi bộ đã tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, góp công lao động, xây dựng đường giao thông nội bản, đường nội đồng dài hơn 1 km.
Đối với chi bộ bản Na Luông thì trong thời tiếp thu chỉ thị nghị quyết đến nay thì chi bộ bản Na Luông thì cũng thực hiện rất tốt. Thứ nhất là chi bộ cũng thường xuyên họp thì cũng triển khai chỉ thị số 05 và chuyên đề các năm để được các đồng chí đảng viên và các ban ngành đoàn thể thì cũng thực hiện rất tốt và triển khai xuống nhân dân. Việc cụ thể thì nhân dân bản Na Luông thì cũng thực hiện học theo Bác thì thứ nhất là làm những cái việc nhỏ nhất như là vệ sinh môi trường, đấy, đưa gia súc gia cầm ra khỏi gầm sàn, đấy, thế là bản thì cũng bí thư chi bộ và trưởng bản thì cũng chỉ đạo nhân dân để phát triển kinh tế xã hội để đảm bảo quốc phòng an ninh của bản. Trong đó thì bản thì cũng nhất trí ủng hộ và cũng tham gia nhất là chương trình nông thôn mới và tạo cho hệ thống chính trị của xã để được giữ vững và ổn định. Phát huy thành tích đạt được, bên cạnh việc duy trì, đăng ký và thực hiện việc làm theo gương Bác với nội dung thiết thực, gắn với trách nhiệm, công việc hàng ngày của mỗi cán bộ đảng viên, chi bộ bản Na Luông tiếp tục duy trì nền nếp sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, đồng thời giữ vững mối đoàn kết thống nhất trong đảng, tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu mạnh và văn minh. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những phương pháp mới, cách làm hay hiệu quả, nhiều địa phương đã từng bước đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất, tạo được phong trào hành động sâu rộng, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm trong phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức. Phản ánh của phóng viên chúng tôi tại thị xã Mường Lây. Ngay sau khi chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được ban hành, công tác học tập quán triệt thực hiện chỉ thị và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của tỉnh ủy được thị ủy Mường Lây triển khai đồng bộ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, thị ủy Mường Lây đã nghiêm túc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chỉ thị phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan đơn vị. Gắn chặt việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Để tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện, Ban Thường vụ Thị ủy Mường Lây đã thống nhất xác định một số nội dung trọng tâm, đột phá để thực hiện, bao gồm phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là việc xây dựng phong cách tác phong làm việc khoa học hiệu quả, gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp và tinh thần trách nhiệm, ý thức tôn trọng nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy dân chủ, chỉ đạo giải quyết kịp thời có hiệu quả các vấn đề bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Trong đó, một yêu cầu được đặt ra và đã được thực hiện khá tốt là lãnh đạo chủ chốt các cơ quan đơn vị, các cán bộ, đảng viên phải luôn tiên phong gương mẫu trong việc học và làm theo Bác để tạo ra sức lan tỏa rộng khắp trong các cơ quan đơn vị cũng như trong cộng đồng dân cư. Trước hết mình là phải gương mẫu đi đầu và trong công việc gia đình ấy thì mình cũng chủ động, mình là nông dân ấy thì mình cũng chăn nuôi. Nói chung là bước đầu thì cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng mà cũng lấy ngắn nuôi dài nên bản thân cũng cố gắng và cũng giúp đỡ mọi người xung quanh và phát triển kinh tế để có thu nhập cho gia đình để nuôi dạy con cái một cách tốt hơn. Ban Thường vụ Thị ủy Mường Lây cũng đã xác định chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhằm đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đồng thời đổi mới tác phong công tác theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân, thực hiện nói đi đôi với làm, tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp trong công tác chỉ đạo kiểm tra giám sát,
thanh tra, điều tra, truy tố xét xử, nhằm ngăn chặn đấu tranh và xử lý kịp thời có hiệu quả, tiến tới giải quyết dứt điểm các vụ việc còn vướng mắc, nổi cộm ở từng cơ quan đơn vị địa phương. Phát huy vai trò của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Nhờ lựa chọn được các khâu đột phá sát với tình hình đặc điểm của địa phương, đơn vị đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm tốt nhiều hơn nói và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Trước hết là về mặt nhận thức, các đồng chí cán bộ đảng viên cũng như là toàn thể nhân dân thì nâng cao cái ý thức trách nhiệm, nhận thức được cái việc làm, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên rất quan trọng. Thứ hai nữa là cái nhận về hành động. Hành động thì từng cán bộ, từng đảng viên và từng nhân dân người ta lựa chọn những cái việc làm theo Bác mà với gắn với cái cụ thể của từng công việc của mình. Sự chuyển biến còn được thể hiện ở những kết quả đáng khích lệ trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, việc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy chính quyền được thực hiện nghiêm túc. Cán bộ công chức viên chức quan tâm hơn đến việc đổi mới lề lối làm việc, xây dựng phong cách làm việc khoa học, gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân, giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà, rút ngắn thời gian nhận và trả kết quả cho doanh nghiệp và người dân đến giao dịch. Đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Sau 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã chúng tôi, cán bộ, đảng viên, các cấp các ngành và nhân dân nâng cao cái nhận thức về tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, về lề lối làm việc trên địa bàn có những chuyển biến rất tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã xuất hiện nhiều cái tấm gương điển hình tiên tiến. Qua 3 năm thì chúng tôi thấy rằng cái việc thực hiện đã làm chuyển biến và thực hiện tốt các cái chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đảm bảo cái lộ trình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp của thị xã đã đề ra. Đánh giá sau 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho thấy thị xã Mường Lay đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt, tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức viên chức. Điều này còn góp phần nhân thêm những nhân tố tích cực, những phẩm chất tốt đẹp và tạo sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trong xã hội. Đến đây, chuyên mục Điện Biên làm theo lời Bác của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.